Thưa quý vị, hình ảnh những chiếc xe máy chở bình ga lưu thông trên phố không hề xa lạ với những người tham gia giao thông. Có người đã vì những chiếc xe chở bình ga đi trên phố như là những quả bom di động. Và chính sự nguy hiểm này đã khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại, nguy cơ cháy nổ mỗi khi mà bắt gặp những người chở bình ga trên đường mà không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ. Và thực tế là liên tiếp trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, cháy nổ liên quan đến việc vận chuyển ga khiến cho người dân lo sợ mỗi khi ra đường và để làm rõ các lỗ hổng trong thực tế cũng như trong luật thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay luật sư Trần Thế Anh, luật, luật sư thành phố Hà Nội. Và xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa anh, như chúng tôi cũng đã vừa giới thiệu với quý vị khán giả là thời gian gần đây thì xảy ra liên tục những cái vụ việc liên quan tới cháy nổ ga khi mà đang di chuyển ở trên đường. À, chúng ta có thể kể tới như là vụ việc một chiếc xe ô tô đã đâm vào một người chờ ga trên đường gây phát nổ và gây chết người hay là như vụ việc rơi bình ga dò rỉ phát nổ và gây cháy nhà. Vậy thì không biết là anh nhìn nhận về các vụ việc này như thế nào? Ừ xin cảm ơn uh, MC. Uh, cảm ơn uh, khán thính giả của Đài truyền hình VTC14. Thì uh, như uh, quý vị uh, khán thính giả có thể nhìn thấy là cái hình ảnh mà chúng ta uh, nhìn thấy cái phương tiện vận chuyển ga trên đường một cái hình ảnh rất là phổ biến. Uh, chúng ta làm trong những người tiêu dùng đa phần là cái uh, thập niên uh, uh, 90 cho đến là 2000 thì chúng ta sử dụng cái cái tiêu dùng ga là chính sau này thì mới có là, là bếp từ đấy thì cái việc mà cái hình ảnh đấy nó phổ biến tới mức mà chúng ta đã bắt gặp đâu đó những cái phương tiện giao thông trên đường và có cả những cái trường hợp hy hữu xảy ra về cháy nổ thì cái hình ảnh đấy hiện nay nó thường xuyên hơn chúng ta nhìn nhận thấy nó là một cái mối nguy hại mà chúng ta cần phải cảnh giác thì à, tôi đánh giá ở góc độ là à, cái việc để xảy ra những cái à, sự cố hy hữu đấy nó nằm ở cái việc à, có những cái vi phạm nhất định trong cái việc à, người vận chuyển người kinh doanh và à, hơn nữa là cái ý thức thực hiện các cái các quy định về phòng chống cháy nổ ừ. cái à, nguy hiểm này nó thứ nhất phải khẳng định là nó tác động trực tiếp đến cái người vận chuyển sau đó là những cái người tham gia giao thông cùng trên cái lộ trình về việc là vận chuyển ga và thứ ba là cái cái người mà cái cuối cùng cho cái việc không tiêu thụ là người tiêu dùng thì cái việc mà để xảy ra những cái hậu quả rất đáng tiếc như những cái vụ việc vừa rồi là chúng ta cần phải nêu cao ý thức cảnh giác và đề phòng và đặc biệt là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về các phòng chống cháy nổ và đặc biệt là trong quá trình uh, vận chuyển và kinh doanh ga. Và đúng như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn tới những cái vụ việc nổ ga trong thời gian vừa rồi là do người kinh doanh rồi người vận chuyển đã vi phạm những quy định khi mà chở ga ở trên đường. À, vậy thì anh có thể cho biết là hiện nay pháp luật của chúng ta đang có những quy định như thế nào để có thể đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi mà vận chuyển ga? <laughs> uh, hiện nay thì uh, pháp luật đã có rất nhiều các cái quy định cụ thể uh, để bảo đảm cho cái việc là kinh doanh ga vận chuyển ga. À, theo đó thì có những cái quy định từ rất lâu từ những năm 96, đã có cái tiêu chuẩn Việt Nam số 6223 quy định về cái uh, tiêu chuẩn trong cái việc là vận chuyển uh, vận chuyển ga. À, có thông tư số 41 2010 của Bộ Công thương uh, quản lý an toàn trong cái, cái lĩnh vực về uh, kinh doanh uh, khí dầu mỏ hóa lỏng. Ừ. thông tư số 2726 của Bộ Công Thương à, quy định về cái điều chỉnh những cái phạm vi những cái ngành nghề liên quan đặc thù và trong đó là có hoạt động kinh và ngành nghề à, chất dễ gây cháy nổ. Ừ. Cái à, à, nghị định là 9 quy định về các cái danh mục các hàng hóa nguy hiểm và trong đó có các cái quy định về điều kiện về việc vận chuyển những cái hàng hóa nguy hiểm mà cái dễ gây cháy nổ là ga. À, nghị định số 8728 quy định về việc kinh doanh ga ký hóa lọc và quy định hướng dẫn cho cái việc là bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển về việc thực hiện uh, vận chuyển kinh doanh ga. Uh, uh, theo đó thì uh, cái việc vận chuyển uh, kinh doanh ga là phải bảo đảm các cái yếu tố và các điều kiện nhất định. Thứ nhất, nó là cái uh, phương tiện về việc vận chuyển là phải có giấy phép. Uh, xe chuyên dụng là phải được đăng ký cho cái việc vận chuyển kinh doanh ga này thứ hai là xe là phải có cái phù hiệu có cái biểu tượng để nhận biết những cái hàng hóa nguy hiểm dễ gây cháy nổ à, thứ ba là cái việc thực hiện các cái quy định về sắp xếp mà hàng hóa dễ gây cháy nổ phải có đủ các cái trình tự để bảo đảm cho cái việc là hàng hóa ngăn nắp và đủ đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển à, thứ tư là phải duy trì các cái điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận chuyển như có các cái biện pháp về phòng chống cháy nổ, có phương tiện cứu hỏa. À, thứ năm đó là cái người thực hiện vận chuyển là phải được đào tạo về cái quy trình mà vận chuyển được hướng dẫn và phải được cấp cái chứng chỉ liên quan đến cái hoạt động vận chuyển chuyên môn theo quy định thì đã có rất là nhiều rất đầy đủ và cũng có từ rất lâu rồi. À, thế nhưng mà khi mà những cái chiếc xe vận chuyển và đặc biệt là những chiếc xe máy chở ga mà vi phạm những quy định đó thì hiện nay chúng ta đang có những cái chế tài xử phạt như thế nào và theo anh những chế tài đó đã đủ sức để răn đe hay chưa? Ừ, à, hiện nay thì à, cơ quan à, chức năng chuyên môn đã tham mưu xây dựng ra được những cái quy định về à, để à, đảm bảo cho cái việc an toàn trong quá trình vận chuyển à, hàng hóa nguy hại đặc biệt là chất à, hóa lỏng dễ gây cháy nổ Tuy nhiên là là à, song hành với các quy định đó thì có những cái chế tài tương xứng đi kèm Nếu vi phạm thì à, theo à, nghị định à, 87 2018 mà quy định về việc là à, hướng dẫn thực hiện thì nó có cái chế tài tương xứng à, <laughs> trong đó là có nghị định 167 vi, à, quản lý hành chính trong cái việc là xử phạt à, các cái vi phạm trong việc vận chuyển chất cháy nổ à, phạt từ 100.000 cho đến 300.000 đồng đối với việc là à, không có cái giấy phép hoặc làm hư hỏng các cái giấy phép à, trong cái việc là thực hiện à, vận chuyển à, Phạt từ 1 triệu cho đến 2 triệu trong cái việc là không tuân thủ các cái việc à, sắp xếp hàng hóa dễ gây cháy nổ khi trong quá trình vận chuyển Phạt từ 2 triệu cho đến 5 triệu à, khi mà có các cái hành vi như là không duy trì bảo đảm các điều kiện trong cái việc là an toàn à, vận chuyển à, Thứ hai là à, vận chuyển không đúng các cái hàng hóa chủng loại dễ gây cháy nổ À, thứ ba là chở cái người mà không có cái nhiệm vụ trong cái quá trình mà vận chuyển à, à, Tại khoản 4 thì có à, quy định là phạt từ chế tài từ 10 triệu cho đến 15 triệu đồng Đối với các hành vi như là vận chuyển hàng hóa mà vượt quá số lượng đã đăng ký Theo à, cái giấy phép à, Vận chuyển mà không có các cái biểu tượng, à, biểu trưng à, về nhận biết xe có cái hàng hóa dễ dễ nguy hiểm à, Ừ, thực hiện các cái vị trí bố trí những cái việc điểm nâng hạ à, các cái hàng hóa nó không đủ đảm bảo an toàn. À, Tại khoản 5 thì có quy định một cái chế tài à, liên quan đến cái việc là vận chuyển hàng hóa không có giấy phép hoặc là không um, tuân thủ cái việc à, duy trì giấy phép. À, ngoài ra thì có những cái hình phạt bổ sung khác ví dụ như là tước giấy phép đối với những cái phương tiện mà vận chuyển à, tước um, cái cái, cái uh, giấy phép kinh doanh. Hay là tịch thu toàn bộ các cái phương tiện vận chuyển đó. Dạ vâng tôi nghĩ rằng là 15 triệu cái mức hình phạt cao nhất theo luật sư vừa chia sẻ thì có lẽ cũng chưa là gì cả so với những cái thiệt hại về người. Nếu như những vụ nổ ga xảy ra và có lẽ là chúng ta vẫn cần quan tâm tới cái ý thức của chính những người vận chuyển đúng không ạ? À ngoài câu chuyện của những người vận chuyển thì câu chuyện của những nhà kinh doanh ga cũng là một cái điều mà chúng tôi muốn bàn tới. Vậy thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái công tác quản lý của chúng ta hiện nay đối với những cái nhà cung cấp nhỏ lẻ hoặc là các đại lý ga hiện nay ạ? ừ à, theo quan điểm của tôi đánh giá thì trước hết chúng ta phải nhìn nhận là đối với các đơn vị bán buôn thì đây là những cái đơn vị mà đầu mối có những cái hoạt động mà quy mô mang tính chuyên nghiệp và được cấp phép và kiểm tra thường xuyên liên tục vì số lượng là có giới hạn và cơ quan chức năng dễ quản lý à, tuy nhiên là cái cái đơn vị bán lẻ thì theo thống kê là tại thành phố hà nội này À, cái đơn vị bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng là có Hiện nay có đến hơn 2.000 đơn vị kinh doanh Hộ kinh doanh hay là công ty kinh doanh Mang tính chất là à, trực tiếp đến người tiêu dùng Thì với một cái số lượng Mà rất lớn như thế Thì à, à, mỗi một đơn vị kinh doanh Tôi cứ lấy ví dụ là có khoảng à, Một cho đến hai nhân viên Để vận chuyển thì, à, hàng, à, hàng hóa kinh doanh ga Thì à, nó đâu đó là khoảng bốn nhân viên hoạt động mỗi ngày à, Mà cái à, Người tiêu dùng chúng ta khi mà cần ga thì chắc chắn đây là một cái mặt hàng mang tính gần như là thiết yếu, cấp thiết và cần phải có ngay chứ không thể là chờ đợi được. thì khi mà vận chuyển như thế thì một cái số lượng rất đông đảo những người vận chuyển ga mà lưu thông trên đường thì cơ quan chức năng mà tôi nghĩ rằng là đang còn một cái lực lượng, lượng chưa thể là là tương xứng và nó còn quá mỏng để có thể kiểm soát được hết những cái người tham gia giao thông mà thực hiện cái vận tải về hàng hóa dễ cháy nổ đặc biệt là ga. Thế vâng chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm những cái chế tài uh, nghiêm hơn nữa để có thể là quản lý tốt hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp các nhà bán ga cũng như là cái hoạt động vận tải của những người vận chuyển ga để đảm bảo cái an toàn cho tất cả mọi người xung quanh. Uh, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn anh sĩ. Thưa quý vị, tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.